Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 141. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu Ngài, xin hãy lắng tai nghe tiếng tôi. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Xin chớ để lòng tôi hướng về điều gì xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vật ngon của chúng nó. Nguyện người công bình đánh tôi, ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối, vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Các quan xét chúng nó bị ném xuống bên hòn đá, họ sẽ nghe lời tôi, vì lời tôi êm dịu. Hài cốt chúng tôi bị rải rác nơi cửa âm phủ, khác nào khi người ta cày ruộng và tách đất ra. Chúa Giê-hô-va ơi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa. Tôi nương náu mình nơi Chúa, xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi. Cầu Chúa giữ tôi khỏi bẫy chúng nó đã gài tôi và khỏi vòng kẻ làm ác. Nguyện kẻ ác bị sa vào chính lưới nó, còn tôi thì được thoát khỏi. Chương 18. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Sê-rôn. Tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Vả Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giê-xu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Na-sa-rét. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: chính ta đây. Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Na-sa-rét. Đức Chúa Giê-xu lại phán: ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi. Ý để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bây giờ Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Giê-xu trói lại. Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne, vì người này là ông gia Ca-i-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Và Ca-i-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: thà một người chết vì dân thì ít hơn. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Bây giờ con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng: ta chẳng phải. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúng một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Vậy thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đồ Ngài và đạo giáo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chứ ta chẳng từng nói kín giấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đương phán như vậy,
có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho Ngài một vả mà rằng: Ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem. Nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Anh e bèn sai giả Đức Chúa Giê-xu vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm. Vả lại, Simon Phi-e-rơ đương đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng: Còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: Ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng: Ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giê-xu từ nhà Cai-phe đến trường án, bây giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: Các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng: Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: Các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giê-xu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giê-xu đến mà hỏi rằng: Chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: Nào có phải ta là người Giu-đa đâu, dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tin tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Và Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Chương 18. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Xê-rôn. Tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Vả Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giê-xu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Giê-xu người Na-sa-rét. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Chính ta đây. Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Giê-xu người Na-sa-rét. Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bây giờ Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Mang Chu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Giê-xu trói lại. Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne, vì người này là ông gia Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Và Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng:
thà một người chết vì dân thì ít hơn. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa rồi đem Phi-e-rơ vào. Bây giờ con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng: ta chẳng phải. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúng một đống lửa rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Vậy thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đồ ngài và đạo giáo ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chứ ta chẳng từng nói chín dấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đương phán như vậy. Có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho ngài một vả mà rằng: ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem. Nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Anne bèn sai giả Đức Chúa Giê-xu vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm. Vả lại, Simon Phi-e-rơ đương đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng: còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng: ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Kế đó, chúng điệu Chúa Giê-xu từ nhà Cai-phe đến trường án, bây giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng: ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giê-xu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giê-xu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào có phải ta là người Giu-đa đâu, dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lễ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tin tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Và Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Sách Sa-cha-ri chương 1. Tháng 8, năm thứ 2 Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng đấng tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi cháu Y-đô mà rằng: Đức Giê-hô-va đã rất không bằng lòng tổ phụ các ngươi. Vậy ngươi khá nói cùng chúng rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, hãy trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chớ như tổ phụ các ngươi, các tiên tri xưa kia đã kêu họ mà rằng:
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Bây giờ khá xây bỏ đường dữ và việc làm dữ của các ngươi. Nhưng họ chẳng nghe, chẳng hề để ý nghe ta. Đức Giê-hô-va phán vậy: Chớ nào tổ phụ các ngươi ở đâu, và những tiên tri ấy có sống đời đời chăng? Song những lời phán và lệ luật ta đã truyền cho tôi tớ ta là các đấng tiên tri, há chẳng kịp đến tổ phụ các ngươi sao? Nên họ đã trở lại và nói rằng: Mọi điều mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã định làm cho chúng ta theo như đường lối và việc làm của chúng ta thì đã làm cho chúng ta như vậy. Ngày 24 tháng 11 là tháng Sê-bát, trong năm thứ hai Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho đấng tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Ido như vậy: Ta thấy trong ban đêm, này, có một người cưỡi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp, và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng. Ta nói rằng: Hỡi chúa tôi, những ngựa ấy nghĩa là gì? Thì thiên sứ nói cùng ta bảo ta rằng: Ta sẽ chỉ cho ngươi những ngựa này nghĩa là gì. Người đứng trong những cây sim đáp rằng: Đây là những kẻ mà Đức Giê-hô-va sai đi lại trải qua đất. Chúng nó bèn đáp lại cùng thiên sứ đứng trong những cây sim rằng: Chúng tôi đã đi lại trải qua đất, này cả đất đều ở yên và im lặng. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài sẽ không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa cho đến chừng nào, là những thành Ngài đã nổi giận nghịch cùng nó 70 năm nay. Đức Giê-hô-va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng thiên sứ đang nói với ta. Đoạn, thiên sứ đang nói cùng ta bảo ta rằng: Khá kêu lên và nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán: Ta vì Giê-ru-sa-lem và Si-ôn động lòng ghen quá lắm, và ta rất không đẹp lòng các dân tộc đang yên vui, vì ta hơi không bằng lòng, và chúng nó càng thêm sự khốn nạn. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta lấy lòng thương xót trở về cùng Giê-ru-sa-lem, nhà ta sẽ xây lại trong nó, dây mực sẽ giăng trên Jerusalem. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy kêu lần nữa mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thịnh vượng, Đức Giê-hô-va sẽ còn yên ủi Si-ôn và còn kén chọn Jerusalem. Đoạn ta ngước mắt lên, ta nhìn xem, này có bốn cái sừng. Ta bèn nói cùng thiên sứ đang nói với ta rằng: Những vật ấy là gì? Người đáp cùng ta rằng: Ấy là những sừng đã làm tan tác Giu-đa, Israel và Jerusalem. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem bốn người thợ rèn, thì ta hỏi rằng: Những kẻ này đến làm chi? Ngài đáp rằng: Ấy đó là những sừng đã làm tan tác Giu-đa cho đến nỗi không người nào ngóc đầu lên được. Nhưng những kẻ này đã đến để làm kinh hãi chúng nó và để ném xuống những sừng của các nước đã cất sừng lên nghịch cùng đất Giu-đa đặng làm tan tác nó. Chương 2. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem. Kìa, một người cầm dây đo trong tay. Ta bèn nói cùng người rằng: Ông đi đâu? Người đáp rằng: Ta đi đo Jerusalem để xem bề rộng và bề dài nó là bao nhiêu. Này, thiên sứ đang nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người và bảo người rằng: Hãy chạy nói cùng người trai trẻ đó rằng: Jerusalem sẽ có dân cư và như làng không có tường thành, vì cớ rất đông người và súc vật ở giữa nó. Vì ta, Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. Đức Giê-hô-va phán: Hè, hè, các ngươi khá trốn khỏi đất phương Bắc, vì ta đã làm cho các ngươi tan tác như bốn gió của trời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Si-ôn ở với con gái Babylon, hè, ngươi khá trốn đi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi, vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. Vì này, ta sẽ đưa tay lên trên chúng nó sẽ làm mồi cho tôi tớ mình, và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến.
Hỡi con gái Sion, hãy hát mừng và vui vẻ, vì này ta đến và ta sẽ ở giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phụ Đức Giê-hô-va và trở nên dân ta. Ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ được Giu-đa làm phần sáng nghiệp Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ còn kén chọn Giê-ru-sa-lem. Mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-su Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.